Bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng rồi chị. Không mất tiêu rồi cái kìa. Cái này á là mình chỉ coi được 50% công lực, bởi vì em diễn với chị Ngọc ở bên Mỹ rất nhiều, bước ra sân khấu mặc cái đầm dạ hội đi thước đúng ra rồi. Khán giả mấy ngàn người nói chuyện xong khán giả vỗ tay cất giọng hát một cái là em thấy nó đã lắm. Cái cảm giác mà người ta ở xa nhà và chị Ngọc thổn thức đó, cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm, chứ không phải như ở đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người. Chị đã chọn không có sai. Cảm ơn mọi người. Ủa Thành em khóc gì vậy Thành? Nhắc về kỷ niệm. Thành cảm lắm. Hồi xưa bé người yêu cũ hay hát với chúng mày này nè. Không phải tại vì... cái người này khóc tình cảm lắm, cái người này nè. Và nói với quý vị hiểu tại sao Thành khóc là thế này. Có một lần gần đây nhất, Trấn Thành đi qua diễn live show cho chị Ngọc ở bên Mỹ. Thì trên một chuyến xe chúng tôi đi di chuyển đi qua một cái tiểu bang khác để diễn. Thì hai chị em có nói chuyện thâu đêm. Thành có rất là nhiều những cái lời khuyên đó, chị Ngọc mày về đây đi hát nhiều hơn, đi bà con quay lại với hoạt động, tại vì vẫn còn rất là nhiều người yêu chị. Thì chị cũng rất là muốn về, chị cũng rất là muốn tham gia nhiều chương trình, tại vì cũng rất là nhiều lời mời chị Ngọc rồi mà cuối cùng đều phải cancel hết. Coi cái live show của Hồng Ngọc á mà tôi rã rồi. Bây giờ gì khóc vậy tôi? Bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng rồi chị. Tôi nghe giờ tôi phê quá. Lâu lắm rồi mới nghe lại Hồng Ngọc hát trực tiếp như thế này. Mới với một cái khoảng cách gần như thế, nó chân thật như thế. Thành nó khóc mất tiêu rồi cái kìa. Cái này á là mình chỉ coi được 50% công lực, bởi vì em diễn với chị Ngọc ở bên Mỹ rất nhiều, bước ra sân khấu mặc cái đầm dạ hội đi thước đúng ra rồi. Khán giả mấy ngàn người nói chuyện xong khán giả vỗ tay cất giọng hát một cái là em thấy nó đã lắm. Cái cảm giác mà người ta ở xa nhà và chị Ngọc thổn thức đó, cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm, chứ không phải như ở đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị rất nhiều. Thương lắm. Nói nhỏ với chị, em tên gì bé? Dạ em là Hoàng Minh Quý. Minh Quý. Minh Quý này nói là chị ơi em chờ để hát chung với chị, em thích lắm. Chị cũng run nữa. Chị run là biết là em chuẩn bị rất là kỹ với cái giọng hát của em, rất là đáng yêu. Chị đã chọn không có sai. Cảm ơn mọi người. Ủa Thành em khóc gì vậy Thành? Nhắc về kỷ niệm. Thành cảm lắm. Hồi xưa bé người yêu cũ hay hát với chung bài này nè. Không phải, tại vì... cái người này khóc tình cảm lắm, cái người này nè. Và nói với quý vị hiểu tại sao Thành khóc là thế này. Có một lần gần đây nhất, Trấn Thành đi qua diễn live show cho chị Ngọc ở bên Mỹ. Thì trên một chuyến xe chúng tôi đi di chuyển đi qua một cái tiểu bang khác để diễn. Thì hai chị em có nói chuyện thâu đêm. Thành có rất là nhiều những cái lời khuyên đó, chị Ngọc mày về đây đi hát nhiều hơn, đi bà con quay lại với hoạt động, tại vì vẫn còn rất là nhiều người yêu chị. Thì chị cũng rất là muốn về, chị cũng rất là muốn tham gia nhiều chương trình, tại vì cũng rất là nhiều lời mời chị Ngọc rồi mà cuối cùng đều phải cancel hết. Là tại vì sao? Chỉ vì một điều duy nhất là chị Ngọc là một người sống quá gia đình. Chị không muốn để ba đứa con ở bên kia, rất là khó để người ta chăm sóc. Một mình chồng chị ở bên kia làm show rồi ba đứa con, chị không muốn thấy cái cảnh đó nên chị hy sinh hết. Chị không nhận một chương trình nào hết. Mà mỗi lần làm thấy chị trên sân khấu, chị mới là chị. Giật mình mơ lan dài, tình yêu đó xa rồi. Chìm trong lãng quên, người yêu hơn. Tất cả cũng nhiều nghề hết. Mà thật sự quý vị biết là cái điều khó khăn nhất của một người nghệ sĩ là phải chọn giữa gia đình với nghề. Mỗi lần em thấy chị trên sân khấu là mỗi lần chị là cháy, mà
chị hy sinh quá nhiều. Hỏi chứ trời, Hồng Ngọc hát hay quá trời rồi, cái giọng hát đặc biệt mà ra lúc nào cũng sôi động như vậy mà bỏ gì hy sinh cả gia đình. Hôm bữa mình hỏi một câu mà thôi sao em không quay về em làm bị gì con người mà cái đam mê của mình mà sao mình bỏ được, nhưng mà dám hy sinh vì chồng con, bỏ hết tất cả để mà lo cho gia đình đó. Mọi người thấy quá trời. Nếu quý vị nghĩ là Hồng Ngọc không yêu nghề, sống an phận thì không phải. Thật sự là không bao giờ an phận. Chưa bao giờ Hồng Ngọc tắt đi ngọn lửa nghề. Chưa bao giờ, bất cứ lúc nào lên sân khấu. Thật ra thì Ngọc biết là mình đang ở đâu lợi thế hơn. Thật ra sống ở Mỹ và quen với khán giả ở tại Mỹ, dĩ nhiên nơi Việt Nam, khán giả Việt Nam vẫn là cho Ngọc chỗ đứng đầu tiên trong âm nhạc và cho cái tên Hồng Ngọc cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dù rằng từng lớp các bạn trẻ lớn lên theo thời gian âm nhạc, nhưng mà mọi người vẫn còn yêu quý Ngọc vậy. Ngọc rất là vui. Và ai cũng có những cái riêng của mỗi người và cuộc sống riêng. Thì Ngọc sẽ chọn ở hải ngoại nhiều hơn để làm việc, là tại vì ở đó Ngọc không cần phải lo nghĩ nhiều, là tại không cần phải xa con nhiều. Cho nên là có thể thời gian tới Ngọc sẽ quay về Việt Nam nếu như mọi người còn đón nhận và yêu thương giọng hát của Ngọc. Chắc chắn là như vậy Ngọc ơi. Em nuôi hơi em để mà thay lời cho mẹ, cho mẹ sinh con ra mà không nuôi cho con e hạt được giống như người ta, thì con từ đó con rút ra, con cố gắng hơn nữa, con cảm thấy là con không muốn tuyệt vọng, con muốn đứng lên từ đó, và con cảm thấy người xưa má bỏ con đi rồi, thì như bây giờ má bỏ con nữa. Em thì nhỏ, nhà thì không có gì em ấy. Không sao đâu My. Ngày hôm nay á, khi mà My ở trên sân khấu này nè, thì con có thêm rất là nhiều người yêu thương con. Thật sự ai cũng phải rơi lệ trên cái hoàn cảnh này. Và con là một người rất là mạnh mẽ. Con cực kỳ mạnh mẽ. Và ba mẹ con cũng rất là tự hào về con. Giống như là con không bao giờ cho phép mình được tuyệt vọng. Dạ. Biết không? Bởi vì là còn có hai em, và chắc chắn là sau chương trình Hát Mãi Ước Mơ này thì sẽ có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm đứng bên cạnh để yêu thương ba chị em con. Em còn cảm ơn. Mệt ghê, tôi tham gia cái chương trình này tôi khóc riết, cái tôi ốm luôn thiệt đó chứ. Ráng nha gái, mai mốt con thành công trong cuộc sống á, là con sẽ cảm thấy rất là hãnh diện, trả lại cho ba mẹ mình cái hãnh diện, đúng không? Cho hai em mình một cuộc sống mới nha. Luôn luôn mạnh mẽ. Dạ. Nha. Dạ. Sẽ có người bên cạnh con. Dạ, con cảm ơn. Phải nói là cũng giống như là một cái lời nhắn đến chị Loan. Thực sự là tụi em rất là cảm kích, bởi vì ngày hôm nay chị vì ba em mà có mặt tại chương trình này. Cảm ơn chị vì cái điều tử tế đó. Dạ. Và xin được gửi đến cho ba đứa nhỏ số tiền 10 triệu. Để cho nếu như được thì chị Loan giúp em tìm cái cách gì đó cho mấy bé được cái điều kiện đỡ hơn tí, để cho tụi nó ít nhất là khỏi phải bị lạnh và bị đói. Và em cũng xin gửi 10 triệu cho ba bé. Em cũng xin gửi 10 triệu cho ba bé. Cảm ơn vui thế. Thay mặt em My cảm ơn ba bị giúp khẩu ạ. Vì con xứng đáng mạnh mẽ và đầy nghị lực. Chú gửi con nha con gái.